Chỉ có em và mỗi em forever.
love you forever, ever, 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 ever. Love you forever, ever, 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 ever. La 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 la. Để hát cũng là kém. La 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 la. Nhớ em nhiều, nhớ nhớ em nhiều. Người yêu ơi em sẽ yêu và yêu mỗi em thôi. Sẽ không xa rời bên em trời đời em nhé. Này người yêu ơi anh muốn cho bằng em nhưng không có. Áp lấy câu ca chỉ có em và mỗi em. Ever, 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 này cũng phải phần bài giọng được đúng tâm hết luôn. À có một anh ở Huế kia là hát một bài giọng Huế. Em chúc bài giọng Huế là bài Huế buồn thôi. Ngồi nhé. Đó là bài hy vọng của Tân Nhật Tuệ anh. Đó được không ạ? Bài hy vọng của Tân Nhật Tuệ có được không? Cảm ơn mọi người tặng và cảm ơn chích nha, hãy nhớ ạ. Bài hy vọng của Tân Nhật Tuệ có được không ạ? Bài đó ha. Cảm ơn nhiều. À, hy vọng nha, nhé. Hy vọng. Đây. Có cục đá nữa. Ok, để tôi tính rồi. Để... lên
bầu trời, lặng từng bóng mưa đổ ngang sinh đời. Chỉ cần anh còn trên mặt đất này, em vẫn hy vọng dù ai đến lâu ngày. Năm không đành dù là giấc mơ ngày kia không đành. Chỉ cần anh còn trên mặt đất này, em vẫn hy vọng, vẫn hy vọng. Xong hết rồi. Các mọi người tặng quà cho em nha. Mệnh hoa cũng rất là nhiều. Ba nha. Mình đi nữa hả? Mà sẽ biết em không chán nữa. Em vui. Chắc là em còn đâu mà. Nghe chị bài rồi. Mình là đó thôi. Là đó có được không? Thì mình cúng hát hoài cho mọi người che chở. Mình cúng hát hoài. Cấm 1 nha, em biết đó phải cấm 1 thôi. Còn cấm 2, cấm 3, cấm 4, cấm 5 thôi, cấm 6. Rồi, này là kêu mọi người nha. Cái một đá nữa. Thì cấm 1 nha. Ok. Cảm ơn. Cảm ơn lớp nha, kệ quá. Ok. Ở tặng em có hợp không? Ok, sát xong nha. Có đời nhất cũng như một mọi thứ nhẹ nhàng và đứng trước những người buồn anh sợ bất lực thì có lẽ em đã kiên cường từ con đường đông. Tốt là em bỏ mình là khi chấp nhận làm kẻ thứ ba một thân con người không hoàn hảo. Được rồi đó là thôi là tiếp nối trong cung đường này. Tình yêu là đã chân người ta bình định và ta phải làm chúng ta. Được rồi đó em sẽ chủ động vì có sức như vô cùng đời một người anh không thích em đi mất lựa chọn anh có thể chịu đựng. Được như vậy hay không thấy em sao đó là trò đùa cũng như vậy. Anh cho em biết anh ở đâu, mọi lúc nào mọi người biết anh đôi mắt đôi mắt của mình trước cái gì của anh không một lần. Anh cho em biết ở đâu, ai có thương những
trễ nha, bài gì nữa. Nay con tìm về bài đó chưa? À quên, nhưng mà viên đá nhỏ nữa tặng mọi người nha. Viên đá nhỏ mà phải tìm hai bài đó nữa. Viên đá nhỏ nha, để em tìm. Bài này, này nha.